Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bhutan, quốc gia bình tĩnh sống giữa đại dịch corona trong khi tất cả các quốc gia đang gồng mình chống đỡ và đối phó với đại dịch corona thì vẫn có một quốc gia vẫn ung dung và sống hạnh phúc, đó là Vương quốc Bhutan. Đặt chân đến Bhutan, bạn sẽ chót yêu nơi đây từ hơi thở đầu tiên đến những mảng màu xanh mướt của rừng cây, những tu viện nằm chênh vênh vách núi. Khám phá Bhutan sẽ là hành trình hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ biết đến với những điều chưa kể. Bhutan là một trong những quốc gia biệt lập nhất thế giới nằm ẩn mình trên dãy Himalaya. Để giữ gìn bản sắc văn hóa, Bhutan chú trọng đến hai vấn đề, bảo vệ môi trường tự nhiên và niềm tin tôn giáo. Với phương châm ấy, Bhutan không ồ ạt phát triển ngành công nghiệp du lịch. Mỗi năm, chỉ có một số lượng hạn chế du khách được nhập cảnh. Đây là nơi mà hạnh phúc được coi là giàu có, nơi túi ni lông và thuốc lá bị cấm, và ai cũng mặc trang phục truyền thống. Bhutan đẹp và thanh bình tựa câu chuyện cổ tích với những tu viện Limpang Rong cổ kính theo kiến trúc của một pháo đài được xây dựng từ hàng trăm năm. Tu viện Tát Sang chênh vênh trên vách núi cao hơn 3.000 mét, hay cung điện Ta Di Cho Rong nằm bên bờ sông Hoang Chu thơ mộng, đồng thời là nơi làm việc của quốc vương, sẽ khiến bất cứ ai cũng khao khát chạm tay. Những thầy tu khoác áo cà sa đỏ ngồi trụm vào một góc thầm thì, những bát hương trầm tỏa hương ngào ngạt, người bán hàng đứng dựa cửa, lơ đãng nhìn ra phố vắng. Thế thôi, cũng khiến tâm hồn lữ khách đong đầy cảm xúc nơi vùng đất linh thiêng ngự trị này. Nếu cuộc sống của các quốc gia khác trên thế giới, người ta phải áp lực mua nhà đẹp, sắm xe sang, thì ở Bhutan, người dân lại hài lòng và hạnh phúc với những gì họ có. Họ ít chú trọng đến vật chất nhưng lại tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên xung quanh nhiều hơn. Phần lớn người dân đều theo đạo Phật và ăn chay, họ luôn tin vào luật nhân quả nên sống rất từ bi, nhân ái và làm những việc tốt cho người khác. Tại Bhutan, khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội không quá cách biệt. Chính điều này khiến người dân mãn nguyện hơn với cuộc sống. Bhutan đồng nghĩa với sự thanh bình. Bhutan có lẽ là quốc gia tốt nhất thế giới nếu bạn muốn tới để hoàn toàn thư giãn, tái kết nối với những điều tuyệt vời như thiên nhiên, núi non và tìm về chính mình. Người Bhutan hạnh phúc chỉ đơn giản vì họ không có nhiều nhu cầu cá nhân. Văn hóa Phật giáo Kim Cang thừa và lối sống chan hòa với thiên nhiên tạo cho họ tính cách không cạnh tranh, sân si và không bao giờ nghĩ sẽ làm gì xấu với người khác. Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới này lập hẳn ra một bộ tên là Bộ Hạnh Phúc, chỉ để đảm bảo rằng người dân của vương quốc nhỏ bé này cảm thấy hạnh phúc về mọi mặt của cuộc sống. Hạnh phúc là điều mà nhiều quốc gia hùng mạnh trên thế giới chưa chắc đã làm được như vương quốc Phật giáo nhỏ bé này. Bhutan là thành trì cuối cùng của Phật giáo Kim Cương Thừa. Dấu ấn Phật giáo và nguồn gốc tôn giáo Tây Tạng có thể được nhìn thấy từ bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước Bhutan. Nhà nước Bhutan quản lý quốc gia theo các chỉ số hạnh phúc như mức độ hài lòng cuộc sống của người dân, sự tăng trưởng kinh tế, chỉ số bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa và chỉ số quản trị tốt của chính quyền. Những chỉ số quản lý cuộc sống dân cư của người Bhutan tạo nên sự khác biệt so với các quốc gia khác. Trong khi tất cả các quốc gia đang gồng mình chống đỡ và đối phó với đại dịch corona, thì vẫn có một quốc gia vẫn ung dung và sống hạnh phúc, đó là Vương quốc Bhutan. Nguồn ảnh Facebook Mắc Vu Ngọc Trân.